Phúc Việt ô tô xin chào anh em. Chúc anh em có một ngày mới thật là tốt lành anh em nha. Hôm nay em giới thiệu đến anh em mình một em xe Innova. Em này bản Z đời 2009 anh em nha. Số sàn 2.0. Xe mang nước sơn màu bạc khá đẹp luôn anh em nè. Đèn cũng khá là sáng luôn. Đó, mang biển 78 là ở Phú Yên anh em nha. Đó. Mâm bánh cũng còn khá là dày nè. À, đăng kiểm hôm nay còn tới tháng 6 năm 2025. À, đăng kiểm còn khá là dài. Gương có tích hợp báo rẽ, phim nhiệt về mưa lên đầy đủ cho anh em mình luôn. À, tắp pi lên xem nè. À, có lên màn hình cho mình anh em nè. Ghế thì chủ cũ bọc lại cho mình khá đẹp. À, chân thì có bọc mà. Thì long sorry anh em, cái này là trần nỉ dinh luôn anh em nha. À, xe khá đẹp. Số sàn 2.0 thì mức tiêu hao nhiên liệu em này rơi vào khoảng 10 lít quay đầu anh em nha. Xe này mình đi chơi đi du lịch chạy dịch vụ quá là ok anh em nha. Khá rộng rãi nè. À, anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em, cho em một đăng ký kênh cũng như một like, nhấn chuông thông báo để mỗi khi em ra video mới thì sẽ thông báo đến anh em mình nha. À, bên em là Phúc Việt Auto, địa chỉ bên em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên em là 0936793793 và 0979777893. Bên em có xe từ 5 cho đến 7 chỗ, 3 tấm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thải ghế đến bên em, hoặc liên hệ đến hai số đó để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Ngoài ra bên em có thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao. Số điện thoại thu mua ô tô cũ tặng nơi giá cao là 0969711441. Xe bên em thì bảo hành cho anh em mình từ 3 đến 5 tháng. Trong thời gian bảo hành anh em mình có lỗi trục trặc gì về máy móc thì bên em cho thợ đến bảo hành sửa chữa cho anh em tặng nha, mà không tốn bất kỳ một chi phí nào hết anh em nha. Đây, bánh lớp còn khá là dày anh em nha. À, xe này thì 159 triệu bảo hành cho anh em mình là 6 tháng, bao ram rút cột sự gốc, bao quay đầu cho anh em mình luôn. Trang bị cho mình camera lùi nè. À, ốp đèn cũng còn khá đẹp anh em nè. Gầm bệ cho anh em xem, gầm bệ rất chắc chắn, không mục mọt, không rò rỉ nhớt anh em nha. À, xoang sau khá rộng rãi. À, chở hàng hóa, chở thêm người quá là ok anh em nha. À, trong này còn đội luôn này nè, khá là đằng sau có dàn lạnh đằng sau luôn anh em nè. À, một em Toyota Innova nồi đồng cối đá. À, bốn bánh cũng còn khá dày anh em nha. À, phim nhiệt về mưa là lên đầy đủ cho anh em mình luôn, khá rộng rãi anh em. À, để quay cho anh em mình capo xem. À, lên màn hình cho mình, vô lăng cũng còn khá đẹp. Em này thì nồi đồng cối đá đây. À, sửa chữa cũng dễ mà thay thế lên kia cũng dễ. Máy thì chắc chắn, máy em anh em nhà bên bỉ. À, máy móc anh xem này. À, máy móc mà bên em mà có trục trặc gì máy móc bên em sẽ cho thợ đến tận nhà sửa chữa cho anh chị mà không tốn bất kỳ chi phí nào đấy anh em nha. À, số sàn 2.0. À, anh em nào kết một em xe Innova nồi đồng cối đá chỉ 159 củ khoai tại cái đến Phúc Việt ô tô để xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Địa chỉ với em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên em là 0936793793 và 0979777893. Bên em có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 cho đến 600 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa thải ghế đến bên em, hoặc liên hệ đến hai số đó để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Xe bên em từ bao quay đầu cho anh em mình về chạy chán chê. À, mình muốn đổi xe 5 chỗ hoặc muốn đời cao hơn thì quay lại bên em vẫn thu cũ đổi mới cho anh em mình nha. À, rồi
bao rút cột sữa gốc cho mình nè, bao tranh chấp nè, bao phạt nguội cho anh em mình luôn. À, nên anh em mình yên tâm, à, bảo hành dài cho anh em mình 6 tháng nữa đó. Anh em nào kết em này thì ghé Phúc Việt ô tô anh em nha, địa chỉ là 282-7 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc anh em có thể lên Google Map anh em tìm kiếm Phúc Việt Auto là ra đúng định vị, đúng địa chỉ bên em anh em nha.